Lịch sử 53 năm về trước, Bác Hồ của chúng ta đi xa vào 9 giờ 47 phút sáng ngày mùng 2 tháng 9 năm 1969. Sau 24 năm liền, Bác là Chủ tịch Đảng và Chủ tịch nước. Và ngày hôm nay, chính trong cái giây phút thiêng liêng mà chúng ta nói chuyện về Bác Hồ, thì 53 năm về trước, cũng giờ này, ngày này, tại thủ đô Hà Nội, đang diễn ra lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là ngày cuối cùng của lễ viếng. Sáng ngày mai, mùng 9 tháng 9, các đồng chí hồi tưởng lại 53 năm trước đây, cũng tại thủ đô Hà Nội, diễn ra